Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách là 600 tỷ đồng để thực hiện dự án đường Hoàng Sa dốc sỏi. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2024 và bảo đảm đúng quy định hiện hành của nhà nước về việc sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ dẫn ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 theo quy định của luật đầu tư công. Định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và dẫn ngân kế hoạch vốn năm 2024. Theo thiết kế, công trình đường Hoàng Sa Dốc Sỏi dài gần 27 km từ đường Hoàng Sa, thành phố Quảng Ngãi đến đường Thanh niên, huyện Bình Sơn. Tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 1.300 tỷ đồng dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng ngãi làm chủ đầu tư